Cặp nè, con này độc dữ lắm. Hồi tối khoảng 10 11 12 giờ nó chui vô trong cái chòi của mình đang ngủ. Cái con chim cút á, nó thấy, tại vì mình mở đèn sáng á, nó bò vô nhà. Con chim cút nó thấy nó nhảy tưng 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 lên, mình thấy ngang ngang cái gì hết hồn. Mấy ngồi bò dậy thì thấy con rắn cặp nia này lấy cây đập chết. Không nhờ con cút là nó chui vô mùng nó cắn cho chết à. Mà con cút của mình từ hôm bữa giờ là nó phát hiện được 5 con rồi. Nó con cặp nia này là con cặp nia thứ hai nè, còn mấy con kia là con rắn rắn lửa, rắn ráo với rắn đầu đỏ. 5 con rồi đó mà nó phát hiện được 2 con rắn cặp nia. Mấy con này mà vô nó cắn một phát là đi luôn.